Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong 10 tháng năm 2021, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt hơn 38,755 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2020. Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản chủ lực của nước ta, chiếm tỷ lệ lần lượt là 28% và 19% tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng năm nay. Các mặt hàng xuất khẩu đạt mức tăng cao gồm cao su tăng 46,5% so với cùng kỳ, hạt tiêu tăng 44,2%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 21,4%, hạt điều tăng 13,5%, rau quả tăng 7,8%, sản phẩm chăn nuôi tăng 6,1%, cà phê tăng 4,1%. Xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh tại các thị trường như Trung Quốc, Hoa Kỳ sau khi các nước này kiểm soát tốt dịch COVID-19. Nhiều hoạt động kinh tế được mở cửa trở lại, riêng xuất khẩu thủy sản giảm 0,8%, da trà giảm 3,4%. Dự báo từ đây đến cuối năm, xuất khẩu nhiều loại nông sản của nước ta như hạt điều, hạt tiêu, gạo, cà phê tiếp tục có nhiều thuận lợi do nhu cầu nhập khẩu tăng từ các nước. Năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam có thể đạt 44 tỷ đô la Mỹ.